Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Đức Trung. Hiện tại chúng đang quản lý khu vực miền Trung của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Và sáng ngày hôm nay đây chúng đang có mặt tại cửa hàng OBS Cam Ranh. Và cửa hàng OBS Cam Ranh thì nằm ở tại cái địa chỉ đó là địa chỉ là 2556 Đại lộ Hùng Vương, phường Bà Ngòi, ngay cái cầu Trà Long 1, ngay cái cầu Trà Long 1 và ngay cái đường quốc lộ 1A đây. Anh như các bạn đã thấy thì đây là cái đường quốc lộ 1A. Và sát bên này là cây cầu Trà Long, gọi là gì? Suối nước nóng đúng không? Ngay cái suối nước nóng. Và cái cửa hàng OBS tại khu vực Cam Ranh này thì hiện tại đã có đầy đủ tất cả các mặt hàng để phục vụ cho bà con nuôi tôm ở cái khu vực Cam Ranh này. Và chúng ta sẽ cùng đi để chúng ta xem những cái mặt hàng hiện tại đang có ở cái cửa hàng này. Và hai cái mặt hàng không thể thiếu được, đấy là hai mặt hàng chủ lực của công ty OBS được bà con rất là yêu mến. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất là sản phẩm hơ cua và sản phẩm hẹ bơ hớp. Đấy là hai sản phẩm chuyên về dòng cái thảo dược gan và được bà con vô cùng yêu mến và đã được rất là nhiều bà con biết được những cái sản phẩm này rồi. Đấy, hẹ bơ hớp và hơ cua. Ở trên này thì là những cái dòng diệt khuẩn, đấy là có sản phẩm hơ tía, là cùng là dòng thảo dược nó chuyên diệt khuẩn Vibrio, kết hợp với đó là diệt ký sinh trùng. Bromoclear là một cái sản phẩm diệt khuẩn chuyên về đốm đen. Khi mà tôm nó bị đốm đen thì các bạn có thể lấy sử dụng là 1 lít này trộn với 30 kg muối hột và đánh vào 5 giờ chiều để hạn chế cái đốm đen. Đấy là một dòng sản phẩm diệt khuẩn mới, đấy là chlorine mà đóng dạng 1 kg. Cái này có thể là xử lý cái hoại tử cơ, hoại tử cơ. Và đây là BKC. Về đường ruột thì đây là có những cái sản phẩm đấy là Biogold. Đấy, Biogold thì thường thường hiện tại thì bà con sẽ sục chung với Lactic Plus để làm giảm cái chi phí cũng như là tăng cái độ hiệu quả để sử dụng cái này. Khi hai sản phẩm này trộn chung và chúng ta sục trong vòng là 3 tiếng đồng hồ, kết hợp với trong đó là một chai này, một gói này và một ký đường nữa, chúng ta sục trong 10 lít nước và chúng ta trộn cho tôm ăn thường xuyên sẽ làm nóng to đường ruột cũng như là giúp cho tôm nó hấp thụ một thức ăn một cách tốt nhất. Đấy là một cái dòng sản phẩm cũng rất là tuyệt vời của công ty OBS, đấy là Cansifos. Đấy là một loại khoáng sữa để giúp cho con tôm nó hấp thụ khoáng một cách tốt nhất. Và những cái dòng sản phẩm như Nutribot và Vanagen, đấy là hai cái dòng sản phẩm chuyên về cái dinh dưỡng giúp cho tôm nó tăng cường cái hàm lượng vitamin ở trong con tôm để giúp cho con tôm nó khỏe hơn. Đây. Và những cái dòng vi sinh, những cái dòng vi sinh hiện tại của công ty OBS cũng được đã trưng bày rất là nhiều ở đây. Đây là dòng sản phẩm enzyme BBT. Đấy là một loại dòng enzyme nó chuyên biệt. Khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên thì sẽ làm cho nước nó sạch cũng như là giúp đáy cái đáy nó không bị nhớt bạc. Như vậy khi mà con tôm nó đáy nó không bị nhớt thì nó làm cho con tôm nó rất là khỏe và hạn chế những cái bệnh đường ruột xảy ra cho con tôm. Và những cái dòng sản phẩm như Acelobac, Epicin 4 cũng được rất là nhiều bà con yêu mến và sử dụng trong trong cái khu vực này. Đấy, đấy là những sản phẩm Hàn Bio là chuyên về xử lý NO2 ở trong cái ao tôm của mình. Đấy, và ngoài ra thì như các bạn đã thấy thì ở cửa hàng này, ở cửa hàng OBS Cam Ranh cũng đầy đủ các loại khoáng như bóng tách 30, ăn cái ốp, đấy là cái sản phẩm tăng kiềm, ăn cái lái. Cũng như là khoáng Kenemix, Richmin Blood là những cái khoáng vi lượng và đá lượng cũng như là tăng kiềm trong suốt quá trình mà chúng ta nuôi tôm để bổ sung khoáng cho chúng ta. Đấy, và sản phẩm OBS thì được đầy đủ ở cái khu vực này và sẵn sàng phục vụ cho bà con một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Ngoài ra tại cái cửa hàng của OBS thì các bạn lab cùng tiến hành là soi kính hiển vi để chúng ta là có thể là kiểm tra cái màu nước, kiểm tra tàu ở trong nước cũng như là kiểm tra ký sinh trùng, kiểm tra thử cái gan tôm nó tốt hay không để chúng ta có thể là có những cái cách xử lý kịp thời nhất để giúp bà con giảm được cái chi phí và hạn chế cái bệnh cho tôm. Phòng bệnh thì hơn chữa bệnh, đây là các bạn lab sẽ hỗ trợ đo nước. Đấy, đấy là những cái dụng cụ đó về canxi, magie, độ kiềm, khí độc và kính hiển vi. Đấy, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là test khuẩn để giúp chúng ta kiểm soát được cái hàm lượng khuẩn ở trong cái ao nuôi. Và tất cả những cái dịch vụ mà các bạn làm đấy hiện tại đang phục vụ ở đấy là hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ cho tất cả các quý khách hàng ở tại khu vực Cam Ranh.
quý khách hàng ở khu vực Cam Ranh nếu có nhu cầu hãy tới cửa hàng OBS Cam Ranh để được đội ngũ của chúng tôi phục vụ test nước, test tôm một cách miễn phí và tư vấn những cái sản phẩm tốt nhất với cái giá thành thấp nhất để giúp cho chúng ta có một vụ mùa thành công nhất. Xin chào và cảm ơn tất cả quý khách hàng ở Cam Ranh.